Còn bây giờ chúng ta muốn vẽ một cái phần sàn hoàn thiện thì chúng ta sẽ vào phần là architecture này, floor này, floor architecture này. Thì mọi người sẽ thấy hôm trước là chúng ta đã bố trí toàn bộ là sàn kết cấu rồi đúng không? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang sàn hoàn thiện, ví dụ chọn này. WK tôi hay đặt sàn hoàn thiện là FF FF1. Đúng nhờ, ví dụ như FF1 dày bao nhiêu, ví dụ các bạn chọn đây là 50, tôi ghi đây là gạch ceramic chẳng hạn, tôi ghi chữ thường thôi. Ceramic đúng không? 600 nhân với cả 600 nha, mm. Ok, các bạn này edit file này, các bạn để chọn đây tạm thời là 50 đi ạ. Tôi chưa đặt vật liệu gì đúng không? Để nguyên này. Ok, thì các bạn sẽ thấy là cái này đang dày 50, thì các bạn sẽ chọn này, rectangle này. Các bạn đi vẽ thì bạn vẽ từ nét hoàn thiện này. Các bạn này, các bạn đi vẽ từng phòng cho tôi một, chọn này. Finish. Thì khi các bạn chọn đây không hỏi lại nữa, don't attach là không attach, thì bạn sẽ thấy là cái tường này nó khi nó phủ đi ấy thì bạn sẽ thấy làm sao, nó sẽ đi bố trí từng phòng một đấy đúng không. Còn nếu chúng ta khóa được lại, ấn tab này, các bạn chọn đây, các bạn mở khóa lại được với cả gì, tường ấy, thì sau này cái tường nó di chuyển đi thì cái phần này làm sao, nó cũng di chuyển theo. Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Ừ. Thì đấy là do các bạn thiết kế đúng không? Còn để mà chúng ta phân biệt nó rõ ràng hơn thì chúng ta chọn tab đây, edit file này, thì các bạn đặt vật liệu cho nó thì bạn là edit file này, thì các bạn sẽ thấy đây nó có bảng là bảng material đây đúng không, các bạn kích vào đây thì nó sẽ ra một cái bảng material nha. Thì để đặt vật liệu 2D thì đang nằm ở graphic này, thì các bạn chọn đây tạo ra một cái vật liệu mới, thì bên ở giữa này là create new material này, thì nó sẽ tạo ra default new material này. Chọn vào đây, các bạn rename cho tôi, sửa tên đúng không. Ví dụ như tôi đặt ở đây một cái mã hiệu này đấy, ví dụ như là material tôi chọn đây là 101 chẳng hạn, tôi ghi ở đây là gạch ceramic đúng không, 600 nhân 600 mm được chưa. Thì tôi đặt là mã 101 nó đến mã 201, thì theo mã thì ở đây các bạn sẽ thấy cái phần surface là bề mặt của gạch, thì nó có foreground, background, với là nó sẽ chồng được nét với nhau. Nếu bạn chọn vào đây thì các bạn để chọn vào đây, ví dụ như là chọn vào model, thì các bạn sẽ thấy đây là nét hack này ấy, là nét hack model là có tỷ lệ, nó không phụ thuộc vào tỷ lệ, và nét hack đây là nét hack tỷ lệ 1:1, ví dụ 600 600 có sẵn đây, ok 600 để màu xám, còn background là cái nền của nó ấy. Còn đây là cắt, là cắt qua cái sàn đấy, thì chọn này, ví dụ như các bạn muốn nó sàn hoàn thiện nó đây chẳng hạn, các bạn có thể đắp với kết đây, đắp với kết, các bạn chọn đây là hoàn thiện này nào. Hoàn thiện, tôi để các cái vật liệu hoàn thiện, tôi chọn đây ví dụ như là 0.8 này, 0.8, ok, có thể chỉnh được kích thước, ok. Các bạn sẽ thấy cái sàn này nó là 600 600 không, dù các bạn là tỷ lệ bao nhiêu 1/50 đi chăng nữa thì cái này cũng là bao nhiêu, thì nó luôn luôn vẫn là 600 600 hiểu không. Và các bạn muốn nó vào đây align, các bạn dùng lệnh align vào đây, các bạn muốn viên pass point ấy đây, align ở đây không đấy, các bạn có thể dim này, tab dim. Hiểu này không? Thì đây là viên 600 còn đặt qua mặt cắt này. Thì khi các bạn chọn đây, các bạn phải chọn đây là final, thì nó sẽ nhìn đến là nét cắt là nét chéo ấy, là cắt pattern là cắt qua đối tượng. Còn surface pattern là gì? Là trên bề mặt của đối tượng ấy. Hiểu không? Pattern ấy. Chọn đây, chúng ta phải nhớ đấy, chọn đây. Và khi này chúng ta sẽ đi vẽ ở các vị trí nào mà chúng ta mong muốn. Vẽ các phòng này nào. Nha. Đây. Đó. Ok. Rồi, tiếp tục bây giờ đến cái sàn vệ sinh thì chọn lên set. Chúng ta edit file chúng ta duplicate, chúng ta chọn đây là FF2 chẳng hạn. Vẫn dày 50, nhưng mà đây là gạch bao nhiêu? 300 nhân 300. Đúng không? Có trống trơn không? Nhưng vệ sinh là trống trơn chẳng hạn. Đúng không? Ok.
100% chống trơn, ok. Edit. Chọn rồi. Thì các bạn đắp vi kết này, chuột phải đấy, đắp vi kết. Các bạn chọn đây nó là mã 102 ạ. Nhá, sửa đây là bao nhiêu? 300 nhân 300. Và đây là gì? Chống trơn. Thì bạn chọn đây này, bảng này này. Thì bạn chọn đây, các bạn cũng vẫn có thể đắp vi kết lên được. Bạn chọn đây là bao nhiêu? 300 nhân với 300. Ừ. Và chọn đây là 300. 300. Nhá, đắp vi kết lên. Ok. Thì đây là phần 300, còn đây background là phía dưới. Background phía dưới, ví dụ tôi chọn lên cái phần hack này này. Nhà mật độ nhà các bạn để edit này, bạn chọn đây là 0.8 chẳng hạn. Dày hay màu sắc này. Còn hoàn thiện tôi vẫn giữ nguyên này. Ok. Nó chưa vẽ đúng không? Nó vẽ vào đây. Này. Bạn thấy cái phần 300 này. Background chính là cái nét chấm chấm này, nó lồng hai cái vào với nhau ấy, không hiểu không nhỉ, để cái pattern của chúng ta được nhiều ấy, chứ còn như bình thường chúng ta hack pattern là chúng ta chỉ được một một hack thôi đúng không, mà chúng ta phải lồng trước, còn đây nó được ghép lại với nhau ấy, lồng ghép lại với nhau thì tất cả các phần hack này nó đều align được. Đấy. Còn thấy chữ 50 thì cái đây code này, code này cảm thấy chỗ sàn vệ sinh không, thì vệ sinh mình sẽ hack như này đấy, kể cả những chỗ này ví dụ chúng ta muốn sàn gỗ hay là sàn gì thì các bạn sẽ nhìn thấy đây nó đang thấy nét dầm đúng không, còn ví dụ như ta muốn sàn hoàn thiện bằng gỗ hay cái gì thì chúng ta chọn này duplicate, ví dụ như đây là FF3 chẳng hạn đúng không, tôi chọn đây là không phải gạch ceramic nữa mà tôi ghi đây là sàn gỗ công nghiệp chẳng hạn, gỗ công nghiệp đúng không, ok edit thì bạn chọn đây thì bạn đắp vi kết, đây nó mới chỉ là vật liệu 2D thôi nhé, tôi mới chỉ thể hiện vật liệu 2D thôi này, 102 tôi ghi đây là gỗ công nghiệp ví dụ như vậy. Những cái này thì sau này các bạn làm dự án nhiều thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sẵn rồi nha, ví dụ tôi chọn này một cái sàn gỗ công nghiệp như này, ok cái này tôi chọn đây clear đi các bạn này, cái này các bạn sẽ chọn là none no pattern ok nha, chọn này cái này các bạn phải sửa tên cho tôi là 103 ok. Đó. Thì các bạn này pick vuông này. Pick vuông là pick vào tường này. Các bạn thấy không? Và các bạn dùng lệnh gì? Trim này. Ừ. Các bạn lưu ý là nó pick vuông nó thể pick vào cái phần gì? Lớp kết cấu này này. Các bạn thấy không? Nó có thể lật lật lớp kết cấu hay nào để ra ngoài này. Được nha. Chúng ta phải lưu ý cái phần đấy nhá, không nó sẽ bị đây này. Lật. Đấy, thì khi ta offset đây, chúng ta muốn vào 10 năm, chúng ta chọn lệnh offset này để nó nhanh nhất này. Thì offset đây, offset vào 10 năm đúng không? Không copy đúng không? Bạn ấn vào đây này, các bạn ấn tab cho tôi này. Này, không tab được. Vào đây. Đấy, ấn tab cái là nó vào 10 năm hết. Thấy không? Cũng là một thao tác. Đấy nhá. Này. Bạn thấy đấy không? Còn nếu mà các bạn muốn chọn xoay map thì chọn đây, ấn tab này, chọn một cái nét này. Các bạn có lệnh rotate này, xoay 45 độ hay là 90 độ tùy. Nha. Thấy không? Xoay map nhanh. Được chưa? Không hiểu cái đề không nhỉ? Đó thì chúng ta sẽ làm được cái bàn lát sàn này, thì các vị trí lát sàn này chúng ta sẽ làm từ tầng 1 đến các tầng trên. Đó, chúng ta phải đi lát sàn giống như kiểu mình đi lát sàn cho từng tầng này. Sau này chúng ta sẽ có tag lát sàn, tag hoàn thiện thì đây nó sẽ có tên phòng này, code này, tag hoàn thiện này, hoàn thiện sàn này, mã là bao nhiêu này và hoàn thiện chân sàn là bao nhiêu này. Nó phải đủ hết thông tin đấy trên bản vẽ. Paving, bản vẽ lát sàn đấy.